Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang đứng ở số 46 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 5. Thì ở đây là mình vừa phát hiện một cái địa điểm nước ép trái cây, nghĩa là bự suốt nha các bạn. Bự suốt, suốt. Tiếng Anh hơi kém một xíu, các bạn thông cảm nha. Thì đây là cái nước ép trái cây nguyên chất. Thì cái quán này cũng là một cái quán trong của những bạn cộng đồng LGBT. Mình nghe nói là quán này uống rất là ngon, hôm nay mình sẽ qua mình quay thử nha các bạn. Phía trước cửa thì mình thấy là có cái bạn foodie với lại now nè, nghĩa là bạn có thể đặt món ăn ở trên đây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến vào. Hello anh. Dạ, hello anh. Đây thì mình khi mà mình bước vào thì mấy bên tay trái mình thấy các bạn trưng trái cây rất là tươi luôn nha cả nhà. Cái này là trái cây mình mua ở đâu lên các bạn ha? Cam với bưởi á, thì là em lấy ở dưới vườn nhà ở dưới quê á. Dưới quê hả? Đúng rồi. Còn mấy cái loại kia thì em tìm những cái nguồn hàng mà cũng là của vườn luôn em đặt. Dạ. Quê mình là ở đâu à? Ở dưới. Ở tỉnh nào anh biết không? Tỉnh nào vậy? Dạ, Vĩnh Long. Vĩnh Long hả? Ồ, Vĩnh Long cả nhà. Quê của em là ở Bến Tre, cũng sát bên. Dạ. Cái bao này là bao bưởi hả? Bưởi đúng rồi, em mới đây. Đây là cả nhà. Nhà xem bao bưởi to chưa? Đây, bao này nó sẽ có mã số này kia hết nha. Rất là tươi luôn, mình sẽ lướt sơ qua cho cả nhà xem. Lướt trái cây nè. Ủa anh bên nào vậy? Em mua bên kênh Di Còi Vlog. Di Còi. Dạ. Đây là mình vừa kêu ảnh làm cho mình một ly nước ép cà rốt với lại cam. Thì đây là cái menu nha cả nhà. Cho cả nhà xem cái menu luôn. Đây. Cái menu này là mình sẽ bán đúng giá ở đây luôn đúng không anh? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì hiện tại là bữa nay với ngày mai nữa là em còn giảm 20%. Giảm 20. Hiện tại là đang giảm 20 hả? Đúng rồi, đúng rồi. Thì sau đó đây thì là, em còn chương trình khác nhưng mà chưa biết là chạy chương trình gì thôi. Dạ. Đây mình sẽ có Facebook nè, nó địa chỉ luôn nha cả nhà, số điện thoại luôn. Đầy đủ hết. Ủa anh, cam cà rốt nó hơi chua, anh có muốn cho một xíu nước đường không? Dạ cho em một xíu nước đường đi. Ở đây mình có bán nè, thấy này có bán bánh tráng với lại khu gà nữa. Đúng đi. Đúng rồi, em mới hết. Cho nên em chưa có nhập gì kìa. Một bịch như vậy là mình bán bao nhiêu vậy anh ha? Dạ. Một bịch như vậy ha, cái bịch khô không là 20, còn cái hũ cơm cháy khô gà là 30. Hũ năng bịch này là 20 nè, còn hũ cơm cháy này là 30. Em anh để lại giúp em đi. Rồi cái bánh tráng nữa. Wow, rất là nhiều món luôn cả nhà. Bánh tráng này mình bán bao nhiêu một bịch rồi ha? Dạ cái đó thì chỉ có 12.000. 12.000 luôn. Rất là rẻ như cả nhà. Vô đây nó còn mát luôn, có máy lạnh nữa, rất là sướng. Quán mình mở được bao lâu rồi anh Nguyên ha? Quán của mình là được mở cũng 20 ngày rồi ha. 20 ngày, ủa vậy mới hơn một tuần à, em xin lỗi. Là mới đây hả? Đúng rồi, hơn một tuần à. Hàng gì vậy không? Đúng rồi, vậy là mới, rất là mới.
Hiện tại là mình hiện tại là mình đang giảm 20%, là tới khi nào Thanh Nguyên ơi? Dạ ngày mai. Tới ngày mai. Đúng. Ngày mai là ngày 22 tây. Thì sau ngày 22 tây thì giá nó sẽ trở lại bình thường giống như cái menu nha cả nhà. Rồi nếu mà có chương trình gì thì Nguyên sẽ giảm tiếp cho cả nhà luôn. Em có ghi cái bảng lần trước á. À có bảng giảm giá lần trước. Em có ghi cái bảng giảm giá lần trước. Rồi. Đây là mình vừa kêu. Cái này là cái gì anh Nguyên hả? Cái này nè, cái này là dạ, cần tây á. Cần tây là để mình làm nước ép luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, rất là nhiều nước ép luôn. Rất là nhiều lẩu nha cả nhà. Đây thì mình vừa kêu một ly nước ép cà rốt. Wow, đi rất là đẹp luôn. Nhìn rất là ngon hả cả nhà ha. Mình sẽ uống thử coi như thế nào nha. Rất là ngon. Nó có vị nó cái vị nó khác nha cả nhà. Cam rất là thơm luôn á. Cái vị với lại mình cái này mình cái nó không có cái sát của cà rốt nè. Các bạn cũng dễ uống không có lợn cợn. Bên em là dùng cái máy ép chậm. À, máy ép chậm. Cho nên là nó không có bị lẫn cái sát vô. Không có cái sát nha cả nhà. Vậy nó lấy được hết những cái chất dinh dưỡng trái cây cho mình. Cái này mà mấy bạn nào mà giảm cân nào muốn giảm cân thì uống này nha. Khách bên em bữa giờ uống xong rồi giảm cân là quay lại cái sát ok lắm anh. Đúng rồi, cái này uống giảm cân rất là ngon luôn. Đây trên đây cái ly rất đẹp luôn cả nhà, có địa chỉ, có Facebook luôn nè. Nó đầy đủ hết. Chung là quán trang trí rất là đẹp luôn. Mình sẽ cho cả nhà xem lại cái menu. Rất là nhiều món. Bên đây mình chuyên về nước ép với lại sinh tố. Đúng rồi, cái món mà về chuối với lại về trái cây. Rồi. Nhìn rất là hấp dẫn. Thì anh Nguyên là ở đây anh Nguyên làm một mình hay là có ai nữa không? Hồi nãy anh tới có một chị đó đó, anh chung với em á. Cái này là mình tự mở hay mình làm chủ luôn? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Mình tự làm chủ luôn. Thì là mới mở được khoảng hơn một tuần. Thế cả nhà ai ở gần số 46 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 5 thì ghé ủng hộ quán bự suốt như cả nhà của anh Nguyên nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Thì quán mới khai trương thôi nên là các bạn cứ đến ủng hộ, đến trải nghiệm thử những cái món nước đây, mình thấy rất là ngon á. Dạ, sắp tới thì em nghiên cứu thêm những cái menu mà theo tuần á. Dạ. Để cho những chị khách mà những cái khách văn phòng mà mấy chị hay muốn không có thời gian á, người ta sẽ đặt theo tuần. Xong rồi bên em sẽ giao theo ngày, mỗi ngày giao tới vậy đó. Vậy mình giao là mình sẽ đặt Grab mình giao hay là mình tự đi giao luôn? Trước mắt thì là em sẽ em đang book những cái app để giao như là Grab với GoViet. Còn sau này thì em đang tìm người để giao hàng cho bên em luôn. Dạ. Nó sẽ giảm chi phí xuống một chút xíu. Em thấy ngoài thì có để bảng Foodie với lại Now Food á. Dạ đúng rồi, thì khoảng 10 ngày nữa là bên đó nó mới bắt đầu nó chạy. Bên đó mới đầu mới chạy đúng không? Đúng thì... thì khoảng 10 ngày nữa thì bên Foodie mới đầu mới chạy nha cả nhà. Thì mình cứ nếu mà ai ở xa thì các bạn cứ lên đó các bạn đặt luôn đúng không Nguyên ha? Dạ đúng rồi. Nếu như mình đặt thì nó tiện hơn. Dạ. Thì ở đây quán mình thì mấy giờ mở cửa anh Nguyên? Thường là buổi sáng là bên em sẽ mở lúc 7 giờ. 7 giờ sáng. Dạ, 7 giờ tại sáng. Vì bên em có cà phê. À, buổi sáng là bán cà phê. Đúng rồi, sáng sẽ mở. Mở thêm sáng là mở bán thêm cà phê nữa. Rồi tới mấy giờ thì mình đóng cửa Nguyên ơi? Tới tầm 9 rưỡi 10 giờ tối là bên em sẽ đóng cửa. Mình có nghỉ trưa không anh? Hay là không nghỉ trưa như cả nhà? Tại vì có hai người thay phiên nhau đứng. Dạ. Cho nên là cũng không có cần thiết nghỉ trưa lắm. Bán xuyên suốt luôn, bán xuyên suốt từ 7 giờ sáng, 7 rưỡi sáng. 7 giờ rưỡi sáng. 7 giờ rưỡi sáng tới khoảng 9 giờ rưỡi 10 giờ tối nha cả nhà. Thì Nguyên mía là đóng cửa nghỉ ngơi. Thì các bạn ở gần thì các bạn cứ đến số 76 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 5 để ủng hộ anh Nguyên nha. Nó đầy đủ. Quan trọng là các bạn, cái quan trọng là cái nước mình uống nó có ngon hay không thôi. Đó. Với là buổi buổi tối là mình có để ghế ngồi đây không hay là mình...
em có liên hệ rồi thì ví dụ khách muốn ngồi thì vẫn ngồi được. Đây là táo, anh táo bơ mì nè, đó đây là bơ trái rất là to luôn cả nhà, cà rốt nè, nó củ rất là to luôn, thơm với lại dưa hấu. Cả nhà nếu mà bạn nào mà fan của về sinh tố với lại trái cây với lại chuyên, và các bạn uống uống suốt á, suốt á, thì các bạn có thể đến số 46 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 5. Ở trên đây thì mình sẽ có số điện thoại và Facebook luôn nè. Thì các bạn có thể đến đây để ủng hộ Nguyên cả nhà. Thì cả nhà nếu thấy cái video này hay và hấp dẫn thì có thể để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ em nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.